Sava Beko đang và sẽ là một trong những nhà cung cấp bia chất lượng uy tín hàng đầu tại Việt Nam, góp phần từng bước nâng tầm giá trị bia Việt trên thị trường quốc tế. Sava Beko, chất lượng tạo nên thương hiệu. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của Giáo soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam ngày hôm nay. Bản tin của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Lào Cai chỉ đạo kiểm tra sau phản ánh của môi trường và đô thị Việt Nam bị tử. Quảng Ngãi người dân bức xúc vì vận chuyển đất gây ô nhiễm môi trường. Tìm phương hướng xử lý bãi rác chắn ngang tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Phú Thọ dự án Vinham Lithium Thanh Thủy khai thác khoáng nóng trái phép. Xét duyệt đề án cảnh báo sớm sạt lở đất lũ quét ở miền núi và trung du. VKVKF 6,6 triệu rừng đã bị tàn phá trong năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, sau phản ánh của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử về hoạt động khai thác cát trên sông Hồng thuộc địa phận thành phố Lào Cai đang diễn ra rầm rộ nhưng lại thiếu tuân thủ các quy định trong hoạt động khai thác, Chủ tịch tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác cát trên địa bàn. Như đã đưa tin về hoạt động khai thác cát trên sông Hồng ngoài giờ quy định tại xã Thống Nhất thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai. Điều này là không tuân thủ theo Nghị định số 23-2020 NDCP do Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 2 năm 2020, quy định cụ thể về thời gian được phép hoạt động đối với khai thác cát sỏi lòng sông là từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không được khai thác ban đêm. Còn đối với hoạt động khai thác cát trên sông Hồng thuộc địa phận phường Xuân Tăng, hoạt động khai thác ở đây được diễn ra gần bờ, có khu vực sạt lở thậm chí ở khu vực đang thi công bờ kè chống sạt lở, còn giang dở thì tàu vẫn ngang nhiên vào sát khu vực đang thi công để khai thác. Và tại đây cũng đã diễn ra hoạt động khai thác cát ngoài giờ quy định. Trước thông tin phản ánh về tình trạng khai thác cát trên sông Hồng thuộc địa phận thành phố Lào Cai, ngày 25 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 5472/UBNDKT về việc kiểm tra thông tin phản ánh vi phạm trong hoạt động khai thác cát trên sông Hồng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giao Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai chủ trì tổ chức kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh sau bài viết Thành phố Lào Cai bát nháo hoạt động khai thác cát trên sông Hồng của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng tải ngày 25 tháng 10 năm 2023 và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 5 tháng 11 năm 2023. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có văn bản chỉ đạo, được biết ngày 26 tháng 10, ủy ban nhân dân thành phố lào cai cũng đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cát sỏi trên địa bàn phường xuân tăng và xã thống nhất thành phố lào cai theo đó đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra xác minh phản ánh dấu hiệu vi phạm trong khai thác cát trên địa bàn phường xuân tăng và xã thống nhất nhiều năm qua, người dân sống gần mỏ đất núi trồi xã Tịnh Châu, tỉnh Quảng Ngãi của công ty cổ phần xây dựng công nghệ dịch vụ Thái Khang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm, xe quá khổ, quá tải, tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại thời điểm ghi nhận, rất nhiều xe lớn nhỏ vận chuyển đất nhưng tại đây lại không lắp camera kết nối cũng như là không có chạm cân để theo dõi kiểm tra kiểm soát khối lượng đất khai thác được tại đây. Tại hiện trường, chiếc máy múc hoạt động không ngừng nghỉ để phục vụ cho việc khai thác đất đổ lên xe tải. Từng đoàn xe có tải trọng lớn ra vào liên tục, ồ ạt kéo nhau về điểm tập kết để ăn đất cùng một số xe tải khác đang y ạch cõng đất di chuyển ra. Điều đáng nói, các xe được che đậy một cách sơ sài, có dấu hiệu quá khổ quá tải, phóng với tốc độ cao, làm rơi vãi đất khắp các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, đây là khu vực đông dân cư, đường chật hẹp, lưu lượng người tham gia giao thông đông, người dân buôn bán, học sinh đi học thường xuyên đi trên trục chính này. Thế nhưng hàng ngày con đường này phải gánh cả trăm lượt xe có trọng tải lớn đi qua. Xe cứ thế nườm nượp tung hoành trên khắp tuyến đường, khiến người và phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi khảo sát tìm phương hướng xử lý, yêu cầu khẩn trương di rời bãi rác số 8 chắn ngang tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau, sớm bàn ra mặt bằng cho đơn vị thi công. Đoàn khảo sát gồm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Nguyễn Ngọc Hè cùng lãnh đạo sở ngành và đại diện ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Cần Thơ Hậu Giang. Theo giám đốc quản lý dự án Cần Thơ Hậu Giang thuộc ban quản lý dự án Mỹ Thuận, ông Bùi Quốc Quân, tuyến nối Nam Sông Hậu quốc lộ 1 dài 7 km đi qua khu bãi rác cũ nằm tại phường Ba Láng, quận Cái Răng. Bãi rác này có diện tích 30.200 m2, khối lượng rác dự kiến là 150.000 m khối Ngừng hoạt động nhiều năm nay nên số lượng rác đã hoài mục, tuy nhiên còn nhiều túi ni lông, nhựa và nước thải dưới đáy khó xử lý, phải địa kỹ thuật tăng cường. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục xử lý theo hướng đưa bãi rác vào hạng mục bổ sung của giải phóng mặt bằng. Giải pháp là dùng chi phí giải phóng mặt bằng còn dư khoảng hơn 150 tỷ đồng để rời khối lượng rác sang hai bên hoặc trở đi nơi khác xử lý. Trong cuộc họp, hơn 10 ý kiến thảo luận của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng đều cho rằng Di rời bãi rác số 8 là giải pháp hợp lý nhất khi thi công tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Hiện nay trên rất nhiều website liên tục có những quảng cáo về dự án Wyndham Linthams Thanh Thủy thuộc công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji. Trong đó có những lời mời chào đều nhấn mạnh về những khả năng chữa bệnh của suối nước nóng đã được sử dụng trong hàng ngàn năm, điều trị các bệnh về tim mạch, xương khớp, tiểu đường, bệnh ngoài da, điều hòa huyết áp, giúp tinh thần thư thái và làm chậm quá trình lão hóa sự thật về những lời quảng cáo này như thế nào. Mời quý vị cùng xem chi tiết. Để lấy lòng tin của khách hàng, một nhân viên sale thuộc nhà phân phối Hồng Minh còn khẳng định, riêng dự án Winham Thanh Thủy thì gần như ở miền Bắc là không có đối thủ cạnh tranh. Tất cả các thủ tục giấy tờ của dự án này đều đầy đủ. Hơn nữa, dự án Winham Thanh Thủy đã mở cửa đón khách được một thời gian rồi. Nếu không có giấy phép khai thác nguồn nước khoáng nóng thì các cơ quan chức năng họ sẽ xử phạt ngay trao đổi trực tiếp với bà Trần Thị Hoài, người trả lời truyền thông của công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji. Bà Hoài khẳng định, dự án Winham Thanh Thủy hiện chưa có giấy phép khai thác nguồn nước khoáng nóng. Còn các đơn vị quảng cáo không đúng sự thật thì đó là trách nhiệm của đơn vị quảng cáo, chứ không thuộc trách nhiệm của công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji. Hiện nay chúng tôi mới thử đưa nguồn nước khoáng nóng và phục vụ khách hàng. Bà cũng cho biết thêm, Đơn vị chúng tôi đang xin giấy phép khai thác nguồn nước khoáng nóng ở dự án này. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt đề án cảnh báo sớm sản lở đất, lũ quét khu vực miền núi Trung du Việt Nam. Theo đó, đề án thực hiện trên địa bàn vùng miền núi Trung du thuộc 37 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2023 đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét tại khu vực miền núi, trung du, phục vụ phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh. Đề án cũng tập trung xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm và hệ thống bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai sạt lở đất, lũ quét tổng thể, đồng bộ, tỷ lệ phù hợp qua đó giúp cung cấp, trao đổi thông tin cảnh báo với cộng đồng dân cư, tăng cường năng lực ứng phó sạt lở đất, lũ quét. Đến năm 2025, hoàn thành bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét, tỷ lệ 1 trên 50.000, hiển thị trên nền thông tin địa lý tỷ lệ 1 trên 25.000, cho 37 tỉnh miền núi Trung Du, tỷ lệ 1 trên 10.000 và lớn hơn đối với 150 khu vực rủi ro cao với sạt lở đất, lũ quét. Đến năm 2030, cơ bản hoàn thành bộ bản đồ phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét, tỷ lệ lớn cho những khu vực có nguy cơ rất cao. Hoàn thiện hệ thống thông tin cảnh báo sớm tổng thể, kết nối liên thông với các bộ ngành địa phương, có sự phối hợp hai chiều giữa các cơ quan quản lý cảnh báo dự báo, từ đó cung cấp kịp thời thông tin cảnh báo sạt lở đất, lũ quét cho các tỉnh miền núi trung du Việt Nam. Thưa quý vị, trong hai ngày 23 và 24 tháng 10, WWF đã lần lượt công bố báo cáo đánh giá về rừng, trong đó thông báo tốc độ mất rừng trên thế giới trong năm 2022 và báo cáo lộ trình bảo vệ rừng năm 2023, bao gồm kế hoạch bảo vệ rừng đến năm 2030. Theo đó, WWF cho biết 6,6 triệu ha rừng đã bị tàn phá trong năm 2022, trong đó 4,1 triệu ha là rừng nhiệt đới nguyên sinh. Các báo cáo trên cảnh báo thế giới đang đi chạch hướng khỏi mục tiêu bảo vệ và khôi phục rừng vào năm 2030. Theo các báo cáo, 6,6 triệu hectare rừng đã bị tàn phá trong năm 2022, trong đó 4,1 triệu hectare là rừng nhiệt đới nguyên sinh, đồng nghĩa với việc 96% số vụ phá rừng diễn ra ở vùng nhiệt đới. Khu vực khí hậu nhiệt đới của châu Á là nơi duy nhất có hy vọng đạt mục tiêu không phá rừng nạn phá rừng và suy thoái trên diện rộng ở ba lưu vực rừng nhiệt đới lớn nhất là Amazon ở Congo và Đông Nam Á có thể gây ra thảm họa khí hậu toàn cầu. WWF cho biết thêm, nếu không hành động khẩn cấp, rừng đang bắt đầu trở thành nguồn phát thải CO2 thay vì hấp thụ khí thải dưới áp lực của hiện tượng thời tiết cực đoan và điều kiện khí hậu nóng và khô hơn. WWF ước tính mỗi năm rừng chỉ nhận được 2,2 tỷ USD đầu tư chăm sóc từ các quỹ đầu tư công. Trong khi đó, nguồn tài trợ của chính phủ dành cho các dự án có hại cho môi trường cao hơn ít nhất 100 lần so với các khoản đầu tư vào rừng trên thế giới. Các bạn vừa theo dõi bản tin của tòa soạn môi trường và đô thị Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và phản ánh, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn, tầng 17 khu văn phòng tòa nhà C1 Thành công, phường Thành công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 0912 345 014 0961 713 713 hoặc hộp thư email media môi trường đô thị a gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chuyên mục của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.